một cây thuốc nam mọc rất là nhiều ở các tỉnh miền Nam. Đây là một loại thảo dược rất là quý và có tác dụng điều trị được nhiều chứng bệnh. Trái nhau đem ngâm rượu thì uống rất là hay và đặc biệt là có hiệu quả đối với bệnh đau nhức xương khớp. Cây nhàu hay còn gọi là nhàu núi, cây ngao hay là cây dấu. Trong cây nhàu thì quả nhàu là vị thuốc có tác dụng quý đối với sức khỏe. Cây nhàu thì mọc nhiều ở các tỉnh miền Nam và đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên. Ở miền Bắc thì hiếm gặp cây này, có thì ở miền Trung. Loài cây này thì mọc hoang ở những nơi ẩm thấp như là nhiều nước như là ven suối. Theo kinh nghiệm dân gian thì toàn cây bao gồm lá, thân, rễ và quả thì đều được sử dụng để làm thuốc. Lá, thân, rễ thì thu hái quanh năm, quả thì thu hái vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Người dân thường đem về rửa sạch, phơi khô và bảo quản dùng dần làm thuốc. Vỏ rễ chứa glucosid alpha quinone hay còn gọi là moridin, quả thì chứa nhiều axit amin và glucid. Rễ nhau thì có tác dụng là điều trị bệnh huyết áp cao, điều trị đau lưng, đau nhức xương khớp, thường dùng để ngâm rượu. Còn quả nhau thì có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường, tác dụng nhuận tràng, tác dụng điều kinh, điều trị băng huyết, bạch đới. Quả nhau đem ngâm rượu thì cũng có tác dụng điều trị bệnh đau nhức xương khớp. Lá nhau thì dùng để điều trị mụn nhọt, cảm sốt, huyết liệt, nấu canh ăn thì rất là ngon và bổ dưỡng. Cách điều trị bệnh tiểu đường bằng quả nhau thì mỗi ngày chúng ta lấy khoảng 50g đun nước uống hàng ngày. Còn đối với bệnh huyết áp cao thì sử dụng rễ nhau từ 30 đến 40g đun nước uống hàng ngày, dùng liên tục khoảng 2 tuần trở lên là sẽ có hiệu quả. Còn đối với bệnh đau nhức xương khớp thì dùng quả nhàu hay là rễ nhàu đem ngâm rượu uống hàng ngày, uống mỗi ngày 2 lần và mỗi lần là 2 ly nhỏ trong mỗi bữa ăn.